Thành Nghị nên duyên với Bạch Lộc, Vương Sở Nhân đóng nữ phụ trong phim mới. Lộ tin Thành Nghị, Bạch Lộc cùng Vương Sở Nhân hợp tác trong dự án phim mới. Thành Nghị đang ngày càng chứng minh được năng lực và địa vị của bản thân trong làng giải trí Hoa ngữ. Từ một sao nam kém ưu thế, nay anh đã vươn lên hàng sao nam được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Sức nóng của Liên Hoa Lâu còn chưa hết, có thông tin đồn đoán Thành Nghị sắp sửa góp mặt trong một dự án lớn khác mang tên Phước Hồng Lâu, dự kiến sẽ khai mài sau khi nhị ca Hoan Thủy Thế Kỷ kết thúc ghi hình bộ Anh Hùng Chí. Cũng theo tiết lộ, nữ diễn viên nên duyên cùng Thành Nghị lần này chính là Bạch Lộc, một trong những tiểu hoa trẻ đang được đánh giá cao thời gian gần đây, cũng có sức ảnh hưởng không kém cạnh Thành Nghị sau khi di dấu ấn với Trường Nguyệt Tận Minh. Ngoại trừ nam chính Thành Nghị gần như đã định, được biết đoàn phim còn đang tiếp cận Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ, đều là những tên tuổi gây chú ý hè 2023. Tuy nhiên có vẻ như dân tình lại không quá hào hứng trước việc Thành Nghị kết đôi cùng Bạch Lộc, thậm chí một vài cộng đồng mạng còn đề nghị thay đổi nữ chính hoặc để Vương Sở Nhiên thế chỗ của Bạch Lộc. Về lý do không muốn Bạch Lộc đóng vai chính, nguyên nhân lớn nhất liên quan tới ồn ào tình ái của nữ diễn viên cùng Trương Lăng Hách. Thời điểm đó cảnh săn tin đã chụp ảnh được Bạch Lộc ở trong nhà đàn em kém tuổi, thế nhưng mặc kệ mọi chuyện ầm ĩ đến không thể kiểm soát nổi, ngôi sao Ninh An như mộng từ đầu đến cuối chưa hề đưa ra phản hồi cụ thể nào về mối quan hệ này. Điều đó khiến cô đánh mất hảo cảm trong lòng công chúng. Việc khán giả phản đối Bạch Lộc còn có liên quan tới Vu Chính, ông chủ Hoan Ngu Ảnh Thị. Vu Chính thường xuyên có những phát ngôn hành động gây tranh cãi, thích thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thế nên nghệ sĩ dưới trướng vị biên kịch này cũng bị liên lụy theo. Dẫu vậy, thông tin về soàn cát Phúc Hồng Lâu vẫn chưa có đáp án rõ ràng chính xác. Thiết nghĩ điều cư dân mạng cần làm nhất lúc này chính là đợi phản hồi từ phía nhà sản xuất phim.